Chiến dịch Nutrilite Power of 5 do Amway thực hiện tại nhiều quốc gia, phân phối miễn phí gói sản phẩm Nutrilite Little Bits tới trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, hỗ trợ và tiến hành đánh giá theo dõi nhằm đảm bảo các em được phát triển khỏe mạnh. Tại Việt Nam, chiến dịch được Amway Việt Nam hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện từ năm 2015. 423 trẻ em suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại tỉnh Bắc Giang đã cải thiện rõ rệt về chiều cao, cân nặng cũng như giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Các cháu ở lớp tôi là có nhiều cháu cũng bị suy dinh dưỡng đấy. Trước đây cháu cũng biếng ăn ạ. Qua cái đợt thực hiện cái sử dụng cái gói vi chất này thì tôi thấy là các cháu có rất là nhiều thay đổi. Sử dụng thuốc vi chất đấy thì các cháu uống vào thấy phát triển rất là tốt, ăn được, ngủ được. Là các cháu ăn cơm thấy ngon hơn, thế và ăn khỏe hơn, thế và tăng cái sức đề kháng hơn. Trước thì cháu ăn chỉ được một bát nhưng giờ ăn được hai bát ạ. Người các cháu năng động hơn, nhanh nhẹn và nghe có vẻ các cháu học được. Cũng thấy nhanh nhẹn, thông minh hơn đấy. Những một số cháu là chậm chậm ấy thì uống thuốc và thấy khác hẳn đấy. Khỏe mạnh thì dẫn đến là các cháu nó linh hoạt, nhanh nhẹn hơn. Phụ huynh này cho uống thì thấy rất là hài lòng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng và tỷ lệ thấp còi đã giảm rất là rõ rệt. Trong năm thứ hai, chương trình Nutrilite Power of 5 đã tiếp tục được mở rộng. 4.943 hộp sản phẩm vi chất dinh dưỡng Nutrilite Little Bits bổ sung vào bữa ăn hàng ngày cho trẻ đã được phân phối tới 6 trường mầm non tại các xã thuộc huyện đồi núi Lục Ngạn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tôi cũng rất là mong muốn sẽ có được nhiều những cái gói vi chất hay những cái gói sữa để cho các cháu sẽ được tiếp cận và được dùng những cái sản phẩm như này. Thì rất mong là các cô là cho các cháu là uống xin thêm, là cho các cháu uống thêm được 1-2 lăng nữa thì... Chương trình được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong cộng đồng.